không chứ mẹ hoa mang cho hoa hai cây cải bẹ xanh nói là hoa muối dưa đi tính ra cũng lâu lắm rồi hoa không có muối dưa luôn á nên là sẵn tiện bữa nay hoa làm như cải muối chua thì hoa sẽ chia sẻ với mọi người cách muối dưa để làm sao cho dưa thì là vàng giòn nha cải xanh mua về thì hoa sẽ cắt ra thành từng bẹ và bỏ hết cái phần lá sâu đi tiếp đó thì hoa sẽ mang ra nắng phơi để cho cái phần lá nó hơi héo héo một chút thì khi muối dưa dưa sẽ ngon hơn nè khi rửa cải thì mọi người nhớ rửa từng bẹ như thế này để cho nó sạch cái phần đất ở bên trong nha để cho cải thì là ráo nước sau đó thì hoa sẽ cắt mấy cái bẹ cải lại và cắt thành từng miếng vừa ăn mọi người có thể cho thêm hành củ hoặc là hành lá để cho dưa của mình nó thơm hơn nha với hai cây cải bẹ xanh khoảng một ký thì hoa sẽ dùng khoảng một 1 lít rưỡi nước pha chung với ba muỗng muối và một muỗng đường mọi người nếm làm sao cho cái nước của mình nó hơi lợ lợ thiên về độ mặn nhiều hơn thì tỷ lệ muối sẽ thành công cao hơn nha có người chỉ hoa muối dưa bằng nước vo gạo thì dưa sẽ nhanh chua hơn nhưng mà hoa thấy là muối dưa kiểu đó thì cái nước muối dưa nó hơi đục đó, nên là hoa vẫn thích muối theo kiểu này hơn lưu ý là khi ngâm cải thì mọi người nhớ nén chặt tay và đổ nước cho ngầm mặt cải thì cải mới có thể chua và không có bị hư nha đây để hoa cho mọi người xem thành quả dưa cải muối chua của hoa sau ba ngày nè muối dưa cải kiểu này thì hoa đảm bảo là cho dù bạn chưa muối dưa bao giờ thì cũng sẽ thành công ngay lần đầu tiên luôn đó thì cá ăn hoa thì cũng ngán nhưng mà có thêm một ít dưa cải muối chua thì đưa cơm hết biết luôn á hôm nào có gì thì mọi người cũng làm thử nha